Sáng thứ bảy ba chi đi công tác giờ tới nè bà cô chú ơi. Đi từ sáng sớm thứ hai ha mọi người, thì thứ bảy mới về, tại vì tuần này ba chi đi Mỹ á, cho nên là cái chuyến bay dài đi xa đó cô chú anh chị, di chuyển nhiều. Ông đi làm ông giống như đi du lịch về với trời. Papa đẹp quá. Mới thấy chồng về cái ngồi ho. Papa đẹp quá. Ho được nhõng nhẽo, bệnh. Papa đẹp quá. Hôm nay you look like you go on a holiday. Đi chơi. Papa đi chơi. Monkey đẹp. Hello. 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 Right, what happened at school yesterday? Hey, look at me, crazy lunatic. What happened? Did you get the arm stuck, huh? Why you did put the hand in the bowl like that? Hey, chị hôm nay mừng ba nè cô chú ơi. Không giống như hôm bữa là hôm bữa là không chịu ôm ba, bữa nay mừng rồi hả tối. Hôm qua ba gọi xong cái nói là. Daddy, well, chuyện. Daddy, the pot was making my hand hot. Well, because you put your arm in there. You're not supposed to put your hand in the bowl, you lunatic. I know. Chị ăn sáng lẹ đi con. Come and finish your breakfast. Daddy, they put all of the bowls away now. Yeah. Chị ăn sáng lẹ thay đồ đi học nhảy đó. Bữa nay chị đi học nhảy ha cô chú anh chị. Hôm nay thứ bảy rồi mọi người. Daddy gonna shout at that school. Why? Why nobody was watching her? Honey, too busy. I went there yesterday. Too crowded. That's not the point. They've got 4-5 teachers in there. Yeah. But about 50 kids. Yeah, so. Kids. Yeah. Okay. Hôm nay có mấy anh thợ điện đến sửa điện cho nhà Kim ấy cô chú anh chị. Dạ đang chuẩn bị chở cho chị đi học nhảy nè cô chú anh chị. Đây là cái xe của mấy anh thợ điện nè mọi người. Bye chị. Bye. Chụp chụp. You can't chụp chụp mommy. Because girl, she's on the wrong side. Now. Come on. Ba chị ẩm chị vô trong lớp học nhảy rồi cô chú anh chị Kim ở đây đợi thôi. Đi vô trong đó để trong đó rồi đi ra luôn mọi người. Cô giáo bây giờ không có cho vô trong nữa. Cho mấy bé này tự giống như là ngồi đợi tự đợi một mình đó cô chú anh chị, không có cần phải ba mẹ ở bên đâu. Đây sáng ra cái gì mà người ta đợi quá chừng hết cô chú anh chị. Ở bên đó là cái giống như cái phòng khám đó mọi người. Giờ hai vợ chồng Kim sẽ đi mua đồ ăn của chú anh chị. Cứ thứ bảy là chở chị đi học nhảy xong là sẽ đi shopping mua đồ ăn của chú. Tuần sau ba chị lại đi công tác nữa mọi người. Tới nơi rồi của chú anh chị ơi. Let's go. Come on. We need to get the bags out the back, babe. Hello, Tony. Chào công bạc công chiều. Tony rất là mệt luôn cô chú anh chị, tại vì bay xa đó mọi người, mà bay đêm nữa cho nên về đáng lẽ sáng nay là phải nghỉ ngơi ha, phải ngủ nghỉ đồ, nhưng mà không có được nghỉ ngơi mà còn phải chạy đây chạy đó nữa cô chú anh chị. Nó mua xong rồi nè cô chú ơi, em có mua một bịch rong biển cho Chi nè. Rồi cái này đồ ăn sáng cho ba Chi. Where sandwich? I put the sandwich. There. You want it now, isn't it? Yeah. Cái sandwich này là có ba loại chi nè hả cô chú anh chị. Ba miếng sandwich nè, mỗi miếng là có một cái loại chi khác nhau nè. Bây giờ ba chi ăn, tại vì ba chi chưa có ăn sáng luôn á cô chú anh chị.
Kim sang rong biển. You wanna sang with now, honey? Yeah, I'm hungry, babe. Okay. Hai vợ chồng ăn trong xe luôn cô chú anh chị, ăn xong rồi sẽ đi đón Chi Chi ha mọi người rồi mới về nhà cô chú anh chị. Chi về nè ông bà cô chú ơi, Chi chào ông bà cô chú đi. Xin chào con bà cô chú. Chị ăn rong biển không? Không. Mày có ăn rong biển, mày có rong biển nè. Ăn không? Ừ. Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Có chừng đỏ lắm không? Này đang thay luôn cái nguyên cái hộp điện ở trong đó hả cô chú anh chị, quá trình hôm nay ở ngoài đây thì để Kim đóng cái cửa này lại. Đây thì Kim có mua mấy cái đèn, mọi người người ta sẽ thay đèn này cho Kim ở đây luôn và gắn thêm mấy cái ổ điện ở ngoài đây nữa để buổi tối Kim muốn gắn đèn ngoài đây đó thì phải thay cái ổ điện ngoài đây hả cô chú. Đây là cái đồng hồ điện mé bên ngoài nhà của mình nè mọi người. Ở đây khoan cái lỗ này nữa nè cô chú anh chị. Cái lỗ này để truyền dây điện làm một cái ổ điện bên ngoài ha. Được Kim sẽ để tới Noel á. Kim gắn bóng đèn bên ngoài á cô chú anh chị. Giờ người ta đã làm xong á cô chú anh chị. Bây giờ đang dọn đồ đó mọi người. À, tới ba anh thợ điện luôn cô chú anh chị. Cái một cái anh đó là bạn học à không, một cái anh là bạn ba của bạn học Chi Chi, là mình đi trong một bữa tiệc sinh nhật á, xong rồi mình gặp cái anh đó, xong rồi xin số gọi anh đến, xong rồi anh gọi thêm hai người bạn anh đến nữa. Đây là cái đèn đã thay rồi hả cô chú anh chị, thay ba cái đèn ở phía sau hả mọi người, mình nó hai cái nữa và một cái ổ điện phía ngoài đây nè cô chú anh chị, để Kim cho mọi người xem. Đây nè cái ổ điện này nè mọi người, phải bấm nút này nè, cầm hai tay bấm xong rồi mở ra đó, mình có sợi được hai ổ hả cô chú anh chị. Cái ổ điện này là người ta cũng khoan tường á cô chú anh chị, khoan rồi nói cái nguồn điện ra ngoài đây luôn đó mọi người. Ở phía trên cái nhà khúc trên cũng có thêm một cái ổ điện nữa. Đây cái phía sau hè này cũng có ổ điện giống như vậy ha mọi người. Thì cái ổ điện này khi mà Noel á, mình có thể gắn cái đèn phía trước á cô chú anh chị. Nói từ ổ điện bên đây người ta cũng khoan cái tường luôn. Cái tường này là ngay chỗ tivi đó cô chú anh chị, nói ra ngoài đây nè. Giờ thay luôn cái bóng đèn phía cửa trước ha mọi người. Cái đèn này là buổi tối nó mới sáng ha cô chú anh chị, ban ngày thì nó không sáng, buổi tối giống như có cái này nè, khi mà ai đi ngang qua đó là đèn nó sẽ tự sáng lên. Và thay luôn ba cái bóng đèn ở trong cái rara hả cô chú anh chị, và làm thêm ba cái ổ điện ở trong đó nữa. Ở trên lầu thì người ta thay luôn cái gì, cái này là cái máy nước nóng hả cô chú anh chị. Thì cái chi phí mà thay những cái bóng đèn nè, là cái bóng đèn là những cái bóng đèn là mình mua hả cô chú anh chị, là người ta chỉ công thay thôi. Và những cái ổ điện và cái tổng, cái cầu giao tổng của nhà và gắn những cái đường dây điện đó cô chú anh chị. Thì hồi nãy giờ Kim cho mọi người thấy đó là 1.500 bảng Anh là khoảng 45 triệu hả mọi người. Và những cái bóng đèn mà Kim mua là khoảng 100 bảng Anh nữa là khoảng 3 triệu nữa, là tổng cộng tất cả những cái đó là 48 triệu hả cô chú anh chị. Con đi đâu đây, con nói bà nghe coi. Đi đâu? Con đi sinh nhật bạn. Con đi sinh nhật bạn. Ồ đúng rồi, sinh nhật bạn á cô chú anh chị. Mẹ của bạn nhắn tin kêu là mặc đầm công chúa. Cho nên em chi mặc đầm công chúa nè cô chú anh chị. Ê. Ừ, con mang đôi dép đẹp nữa hả? Đôi dép cùng màu với cái đầm luôn. Cái này chị ơi. Giờ Chi đi chơi với bạn ha, mẹ với ba về xong rồi chút qua đón Chi ha. Tại vì Chi ở đây chơi sinh nhật bạn thôi, mẹ đâu có ở đâu.